chín nhậm hàng chín nhậm chín nhậm chín nhậm hàng chín dặm ờ anh Rắc? có chuyện gì vậy cô không sao chứ không bị thương chứ cô tắt điện thoại như vậy có biết tôi lo lắm không hả ờ điện thoại tôi bị rớt hư rồi ờ, tôi đi coi thử coi có sửa được hay không mà có sao không vậy Tôi tưởng là tôi điên rồi. Tưởng cô sẽ ra chuyện gì đó. Anh làm gì vậy? Ờ. Đi về rồi hãy nói. Đứng ở giữa đường nguy hiểm lắm. Dì à, cho tôi đứa trái cây đi. Chủ tịch về rồi ạ. Người đó là ai vậy? Anh cũng quen sao? Anh à, bây giờ vẫn chưa tới lúc nói ra đâu. Thật ra, em vẫn chưa nói tình cảm của em với người đó. Chỉ là một người rất tốt. Em thật sự rất thích cô ấy. Người hiền vũ thích là hàng chính nhậm. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào cái gì mà không thể nào cái gì mà không thể nào vậy em không cần phải biết gì chứ bị làm sao vậy phát hiện thành vừa cúi đầu vừa đi cũng không đóng cửa nói lẩm bẩm một mình đã cứu em trai ra khỏi đồ cảnh sát rồi ngoại trừ chú ấy ra còn lý do gì nữa chứ tại sao cô lại xí dậu? À. dám ra tại với ai đó hả Qu à chính nha mà, không sao chứ? Không lẽ? Em trai của phát hiện thành. Và Hà kính nhậm hai người. Bỏ ra đi anh Rắc. Anh Rắc à? Ờ, anh bỏ ra đi. À, tôi xin lỗi. Anh có biết là hôm nay rất kỳ lạ không? Tôi làm sao chứ? Ờ, không phải sao đột nhiên xuất hiện rồi ôm chặt người ta ờ, còn nói gì mà mình sắp điên toàn những lời kỳ lạ làm tâm trạng người ta rất kỳ lạ nữa đó tâm trạng cô thế nào rồi ờ có thể là thế nào chứ ờ, thì là ờ, suy nghĩ không thông không biết phải nói gì suy nghĩ không thông không biết nói gì sao tôi đang rất lo mới tìm cô vậy mà cô không biết hả ai có nói vậy đâu Tại sao anh đột nhiên ôm chặt tôi chứ? Ôm chặt thì sao chứ? Ở nước ngoài, ôm nhau là một loại hỏi thăm đó. Anh đang nổi giận với tôi, vì tôi không đón nhận lời hỏi thăm của anh sao? Không phải nổi giận vì không đón nhận hỏi thăm. Phải đó, tôi nổi giận đó. Tôi có thể không nổi giận sao? Sao cô phải như vậy? à... Mình đã nấu cái gì vậy? Thiếu gia, cậu nói xem lúc nãy tôi vừa ôm ai rồi về hả? Tay trong tay. <laughs> ôm. Hôm nay ở Minh Động, Girls đây có hoạt động đó. Là hoạt động bất ngờ cho 100 người tới trước. Cậu biết hay không? Đừng nói nữa. Tôi được chọn, còn được ôm nữa. Úi trời ơi, cảm giác đó. Tôi kêu cậu đừng nói nữa mà. Tối như vậy còn đeo kính mát sao? Cậu bị khùng hả? Đâu phải tại tôi muốn đeo đâu. Tại vì tôi bị té nên bị thương thôi. Ở trong đó có quá nhiều người mà. Cậu còn nói nữa. Im miệng lại cho tôi. À, đúng là hết nói mà. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Ờ, à, thì chính là... Tôi sắp điên rồi. Còn tưởng cô sẽ ra chuyện gì nữa. Ôm chặt thì sao chứ? Ở nước ngoài, ôm nhau là một loại hỏi thăm thôi mà. Phải đó. Tôi nổi giận đó. Tôi có thể không giận sao? Sao cô phải như vậy chứ? Tại sao lại nổi giận chứ? Người nổi giận là mình mới đúng. Chưa, bộ có người nào nổi giận với cậu hay sao? Có đó. Người kỳ lạ gì đâu. Rốt à, à, cuộc là có chuyện gì anh không biết làm cũng vậy Em thật sự không biết nấu ăn Vậy mới là anh Nhưng mà ngoài trừ nấu ăn Cái gì em cũng làm rất tốt mà Ăn đi Em ăn nha Ừ mm. Anh cũng ăn đi ờ à. người mà em thích đó ừ um, giờ thế nào rồi anh à, đâu hiếu kỳ đó tỏ tình rồi sao vẫn chưa thật ra trong lúc mơ hồ xin chút nữa đã nói ra rồi nhưng em vẫn chưa nói tại sao vậy tại vì cô ấy là người có rất nhiều tổn thương Mở lòng ra với người khác không phải là chuyện dễ dàng đối với cô ấy đâu. Vậy cho nên, em chỉ muốn ở bên cạnh chờ đợi. Có lẽ là hàng chính nhầm đã có bạn trai rồi đó. Nói vậy nghĩ là sao chứ? bạn trai thì là cái người đánh nhau với ông khách ở quán bar đó anh không nhớ sao còn bị cảnh sát bắt vì hàng chính nhậm nữa mà à, chắc tại vì anh ta đi lo mấy chuyện không đâu tuyệt đối không phải như em nghĩ đâu đừng có nghĩ lung tung nữa tại sao anh lại dám chắc như vậy chứ theo như em thấy hai người bọn họ nhất định là có tình cảm với nhau rồi không bình thường đâu có tình cảm gì chứ mẹ hiểu nhận không phải hai người đó đâu tưởng mẹ hiểu nhuận giống với em hay sao à, anh nói vậy nghĩa là gì chứ à, anh uh, anh vừa mới nói chuyện gì hả ai vậy Ừ, có tài liệu cần ký tên gấp Một lát tôi sẽ vào sau Ờ, Không đâu chứ nhậm cứ vào đi. Tôi ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Theo như em thấy, hai người họ nhất định có tình cảm với nhau rồi. <laughs> hai người đó đối cuộc là sao? Ngay cả Huệ Bưng, cũng nghi ngờ quan hệ của tên đó và mày cứ hiểu giận nữa Bộ dạng này của cô cũng giống như mấy tấm giấy này thôi. Cô cứ kiên trì làm tôi không thoải mái. Thì cô cũng sẽ có thể rơi xuống thấp nhất của xã hội này thôi. Tôi không sợ kiểu uy hiếp này đâu. Gì chứ? Bất luận cô đuổi tôi xuống thấp nhất thế nào? Tôi cũng sẽ đứng lên lại. muốn hạ chính nhậm rồi khỏi tội của em có rất nhiều tội viên quá bất mãn sau khi hạ chính nhậm vào xảy ra rất nhiều chuyện tất cả đều đã chứng minh không phải tại cô ấy em không phải muốn lý luận ai đúng ai sai cùng làm việc đoàn kết là điều quan trọng nhất tại vì mình cô ấy mà trong tổ mức đoàn kết hết rồi hạ chính nhậm đã cản trở công việc của tổ em đó anh cười cái gì chứ tại vì anh thấy thú vị thú vị anh nói gì Vừa nãy giám đốc Pháp cũng nói như em vậy đó. Nói cho hàng chính nhậm. Rồi khỏi tổ chiến lược kế hoạch tốt hơn. Anh ta nói vậy sao? Ừ. Vậy rồi anh trả lời anh ta làm sao? Em nói cho hàng chính nhậm. Tới công ty ở Đạo Tế Châu tốt hơn. Có phải không? Ý em là vậy hả? Là vì do cô ấy không rài kết được với tổ của mình. Vì vậy chúng ta hãy chuyển cô ta tới công ty con, như vậy sẽ tốt hơn ở lại bộ phận của tổng công ty. Em nghĩ như vậy là cách tốt nhất rồi. Tôi đây cũng là một cách. Nhưng mà tại sao? Để ý chuyện của Hà chính nhậm như vậy chứ? Em có ý gì? Em không quan tâm chuyện của cô ấy, em chỉ quan tâm chuyện của công ty chúng ta mà thôi. Đúng vậy, em nói rất đúng. Cho cô Hà Chính Nhậm đi đâu đó đã có câu trả lời rồi. Ừ. Như nãy anh còn điện thoại tới vậy? Anh không cần lo đâu. Là cái tên đó có phải không? Tên đó phải không? Cái gì? Gọi bằng điện thoại di động sẽ bị lộ. Nên cô để tới công ty. Đi gặp bạn trai trong lúc làm việc. Cũng được hay sao? vậy trong thời gian làm việc tôi không được gặp giám đốc hay sao dạ đương nhiên rồi ờ à, là điện thoại của giám đốc hả đúng vậy anh muốn theo đến phòng giám đốc sao kêu tôi rời khỏi tổ này sao đúng vậy nhưng mà không phải là cắt chức của cô, chỉ là thay đổi nơi làm việc một chút thôi. Vì vậy, cô cứ yên tâm đi. À, nếu như cô không muốn tới đó làm việc, tôi có thể tìm cho cô một chỗ khác tốt hơn, để cho cô tiện đi lại. À, không đâu. Tôi không thể làm phiền anh nữa. Nghe kể chuyện ông Khách lần này, may nhờ giám đốc ra mặt, tôi mới không bị cắt chức đó chứ. Chuyện đó cũng không phải là vì cô đâu, cô đừng lo. Tôi biết là vì công ty nên anh mới làm như vậy. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng vẫn muốn cảm ơn anh. Tôi sẽ đổi nơi làm việc vậy. Tôi tới phòng tranh. Ai sẽ tới đây chứ? Hàng chính nhậm sao? Phải đó. Tại sao cái đó tới đây hả? Con đó cho hàng chính nhậm trời khỏi tổ của con. Và đây là quyết định của Tuấn Thái đó. Ơi trời ơi, tại sao con phải ra mặt làm gì? Đổ thứ đồ khiến người khác nhức đầu lên cho mẹ. Con đâu biết sẽ như vậy đâu chứ. Nè, đây không phải là suy nghĩ của giám đốc phát đó chứ. Sao? Tại vì ép chúng ta nên cố ý cho hàng chính nhậm tới đây làm việc. Không phải đâu mẹ à, làm sao mà con biết được. Nếu như con đoán đúng, thì phát hiện thành có hàng chính nhậm là cái gai trong mắt mình rồi đó mẹ à. Con nói như vậy nghĩa là sao chứ? Đợi con làm rõ chuyện này, rồi con sẽ nói cho mẹ biết tất cả sao. Sao? Bây giờ cô đang ở đâu vậy? Tôi không có nghĩ vụ nói cho cô biết chỗ của tôi. Cô không đói. Đã... Xem ra là diện điều dưỡng của con gái cô rồi. Tôi biết rồi. <laughs> có biết chuyện khó khăn nhất trên đời này là gì không? Ừ, khó nói lắm. Chuyện kiếm tiền, chuyện ăn cơm chuyện khó khăn nhất trên đời này chính là lấy được lòng tin của người khác đó anh à, làm gì vậy thấy còn không biết sao tôi đang đọc sách nè tại sao lại ở đây ra ngoài rồi hãy nói ra ngoài đi được rồi chú đi đây lần sau chú lại đến hả Cô đi đâu vậy? Muốn đưa tôi tới cổng sao? Anh Jack à? Anh hỏi tôi tại sao lại như vậy sao? Anh mới là tại sao như vậy đó? Tôi làm sao chứ? Chuyện anh đang làm cũng như vậy thôi. Một lát lo lắng, một lát thì nổi giận với tôi, quan tâm tôi, lại cười đùa với tôi. Rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy hả? À. Chính nhậm à Chuyện đó Tôi dễ khiếp vậy sao Tôi thấp hèn tới mức Để cho anh muốn làm gì thì làm hay sao hả Không phải đâu chính nhậm Không phải như vậy mà Nếu không phải như vậy Thì tới đây chấm dứt đi Đừng đem tôi ra làm trò cười Có biết không vậy Tôi không đùa giỡn cũng chưa bao giờ nghĩ là cô thấp hèn dễ ức hiếp nên mới vậy chỉ là vì thích cô nên tôi mới làm vậy gì chứ chú út thích cô ta thật sao <laughs> Quân tướng, ơi, à, ơi thật là em đã thua rồi. Quả nhiên muốn đuổi kịp tài đánh cờ của anh, em còn phải học dài dài nữa. <laughs> Hôm nay thì thực lực của anh mạnh hơn nhiều đó, tại vì em đang nghĩ chuyện khác, nên anh dễ dàng ăn thôi. Bộ có chuyện gì hay sao? À, dạ không có gì đâu, không có gì đâu ạ. À. nếu như anh cậu mà biết được chắc là buồn và kinh ngạc lắm đó người phụ nữ mà em trai yêu quý duy nhất thích lại là người đã ly hôn và còn có con chị dâu bình tĩnh lại chút đi chú út tôi không muốn nói cho anh chú biết cũng không phải đến để phản đối hai người đâu tôi đến là để giúp cho cậu mà thôi em không cần chị giúp đỡ hai người nếu như cùng nhau đi nước ngoài thì sao chứ? Chị nói gì? Nếu như anh chú biết hai người sẽ không thể nào. Chú có biết là anh chú đã hết lòng kỳ vọng với chú bao nhiêu hay không? Cho nên, em đã muốn trốn anh để qua nước ngoài. Nhưng mà nghe kỹ lại thì giống như là chị muốn bọn em cùng ra nước ngoài vậy đó, có đúng không? Chú Út à, tôi thực sự thật lòng... Em không thể tin được, chị thật lòng còn nữa đây là chuyện của em và chính nhậm nên phiền chị đều bao giờ lo tới chuyện này mời chị về cho được thôi hôm nay tôi sẽ đi về đề nghị của tôi chú hãy suy nghĩ lại đi tôi là vì chú và hàng chính nhậm mới đưa ra đề nghị này thôi Chị dâu, thật sự chị muốn ở đây sao? Phải làm thôi. Sao vậy? Làm với chị không thoải mái hả? Không phải không thoải mái. Làm với chị dâu cũ, hơn nữa lại cùng một văn phòng. Thì cứ coi như là nhân viên mới đi. Chị cũng không kêu em là cô Út, kêu là thư ký Trương ha. Chị cũng sẽ không được thoải mái cho lắm. bà đến rồi, trưởng phòng. ờ, à, hàng chính dậm, theo tôi vào trong này. Dạ, trưởng phòng. Cô biết điện thoại hay không? Dạ. Thấy lời nói hay là sao? Lời nói hay sao? cô bé à tranh đẹp và người vẽ tranh còn có người xem tranh nữa tranh là thứ phải cho chỗ này cảm nhận được là gì vẽ tranh không phải dùng tay để mà vẽ là dùng tâm để vẽ ra nó đó tâm sao đó chỉ là những lời bậy bạ của người không biết vẽ tranh nói ra mà thôi tranh đẹp phải là bức tranh như vậy nè. Rất nhiều người muốn có được. Đây là bức tranh có giá trị. Nhưng mà... Sao? Muốn chống đối tôi sao? Không phải vậy. Hình như là... Bà để tranh ngược rồi đó. Hả? Ờ... Ờ ừ, sao vậy? À... Ờ... Ừ, tôi có ý để như vậy đó thì sao? Nghệ thuật phải coi ở góc độ mới mới có thể nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy được. Cô tưởng là tôi khơi khơi giữ được chức trưởng vòng tranh sao? Tôi xin lỗi, tôi không hiểu rõ lắm. Trời ơi, ra ngoài đi. mất mặt chết được. Muốn dằn mặt nó mà thành ra như vậy. Nhưng mà vẽ tranh không phải dùng tay mà dùng tâm. Hình như mình đã nghe được ở đâu rồi là ai đó qua vậy chứ Cậu phải tới phòng chế tác sao à, tuy là trong nhà vẽ tranh sẽ thoải mái hơn nhưng mà mẹ muốn tới phòng chế tác để vẽ nếu mẹ tới phòng chế tác thì cả cơm cũng không chịu ăn nữa chỉ biết toàn tâm vào công việc sáng tác thôi không tốt cho sức khỏe đâu nếu như có người cùng dùng phòng chế tác với mẹ thì sẽ không có chuyện như vậy rồi có người nào thích hợp sao không lẽ là hàng chính nhậm mẹ muốn cho cô ấy một không gian có rảnh thì tới dễ tranh cũng được cô ấy ở nhà bạn chắc chắn nơi bảo quản tác phẩm sẽ rất chật hẹp à, con biết rồi con sẽ bảo thư ký cho lập tức đi chuẩn bị phòng chế tác ngay lập tức để mẹ có thể sử dụng Dạ, cô giáo. Không quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta chứ? Đương nhiên rồi. Nhưng mà đi đâu, không nói con biết được hay sao ạ? À? <laughs> Bí mật. <laughs> Cứ đi đi rồi sẽ biết thôi. Dạ, con biết rồi ạ. À. Dạ, dạ chào cô. Tôi làm việc xong sẽ về luôn. Hai người có xuống ca đi. Dạ. Yeah. Mình ái. Chị Ngọc Từ. Ôi trời ơi, bà là minh ái phải không ừ ờ, hình như hình như là bà nhìn nhầm người rồi ê em không phải cái gì chứ lần trước á tôi đã gặp bà rồi trang phục này á kiểu trang điểm này nữa bà thích như vậy cũng không thay đổi gì hết à, cái này xin lỗi nha ờ, tôi không biết bà đã nói cái gì hết thật sự không biết đâu ê, còn đi ba không vậy vậy bà là bà chủ rồi Bà chủ sao? Chị Ngọc Từ à? <laughs> bà coi đi, bà là Minh Ái, còn giả vợ không quen tôi nữa. <laughs> Chúng ta đừng có như vậy. Đi uống trà, ôm lại chuyện cũ đi ha. <cười> <cười> xin lỗi nha chị. Em mới từ Mỹ về, bây giờ phải ra nước ngoài nữa rồi. Ra nước ngoài? Ừ, xin lỗi em phải mau ra sân bay đây <cười> <cười> đi ra nước ngoài cái gì chứ <laughs> ôi trời người mẹ nằm mơ cũng không muốn gặp chính là chị ta tại sao lại gặp chứ chắc không tới phòng tranh nữa đó hả mẹ tới công ty để nói những chuyện này thôi sao ờ không phải không phải như vậy muốn giảm áp lực tới cùng con đi mua chút đồ gần đây con không có đi với mẹ nữa đó hôm nay không được đâu mẹ con phải về nhà sớm nữa về nhà tại sao bức tranh trống hôm nay cuối cùng đã hoàn thành rồi con muốn cho mẹ xem thử đó người không hứng thú với tranh của con còn cho xem làm gì hả bà ta đã từng khen tranh của con sao tranh lần này nhất định được khen mà mẹ không biết là con chăm chỉ vẽ đến mức nào đâu Ôi trời, nhất định sẽ được khen sao? Mẹ ạ. À? Phải đó, mẹ là mẹ của con. Mẹ, 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 không phải là bà ta. Thật là... Thật đáng ghét. Con liên lạc với mẹ sao nha? Bỏ đi. Gì à? Mẹ có ở nhà không vậy? phòng chế tác sao mẹ đã tới phòng chế tác rồi à được tôi biết rồi ờ nhưng mà con thật sự có thể dùng phòng chế tác này sao ạ à? cứ yên tâm dùng đi ở đây cứ tùy thích mà vẽ tranh nha chính nhậm <laughs> con cảm ơn cô <laughs>